Bộ dàn hôm nay thằng Auto gửi đến cho anh em thì là một bộ dàn sẽ dành cho những anh em thích mày mò tìm hiểu. Bởi vì hôm nay tí nữa em sẽ test cho các bác xem và nó sẽ đến gọi là cái tới hạn của cặp loa này. Cặp loa này thì nó rất là phổ thông, hôm nay em chọn nó bởi vì em sẽ test nó đến những cái mức âm thanh đặc biệt là giải cao nhé. Đến cái mức hạn gọi là hạn cuối cùng của cái test này. Tức là nếu mà chỉ cần nhỉnh thêm volume hoặc nhỉnh thêm cái tiếng tép lên một chút và kiếm một cái bài tép nó lanh tanh hơn một chút thì nó sẽ rất là dễ bị đứt tép. Đây là cặp Onkyo D77X, à D77, nhầm, các xin lỗi các bác. D77. Các bác nhìn rất là đẹp. Cặp này sử dụng bát 31 trung đôm tép đôm. Hàng đẹp. Màng carbon. Mà carbon là carbon cross. Tại sao em nói đến cái tới hạn? Bởi vì riêng bản thân con Omni đàn ông 590 các bác nhìn mà lại kết hợp với cả Sansui 8X, SE 8X. Bản thân quay mà là dòng SE, dòng 8 nó đã hay rồi, đây là 8X. Con này thì nó có rất là nhiều cái ưu việt. SE 8X thì nó là một con quay cơ, giải âm sắc rất là rộng. Đấy, mà hơn nữa thì nó lại hơn có con quay cơ khác ở chỗ nó có quắc giữa. Các bác nhìn cả đôi loa, cả hai bên đều đẹp luôn. Những clip này thì anh em ở xa cũng có thể theo dõi được tất cả mọi cái. Ưng thì có thể trong cái đợt dịch này thì em gửi bưu điện cho các bác. Quay SE 8X các bác nhìn cái tần số nó rất là rộng, giải âm sắc là rộng. Đờ nông 590 thì các bác biết là một con đấy thì nó chạy 8 sò than. Công suất thì nó xem như con công suất của con 580D. Tuy nhiên nếu mà nói về chất, tức là về cái độ lực và về cái độ âm sắc ấy, thì kể cả đời lông 8, 8, 890D luôn thì con 590 này em vẫn đánh giá cao hơn. Con này là một dòng New Optical Clara, công suất 175W. Còn 580D thì 167W thôi. Nhưng dòng này nó chạy 8 sò than, tiếng rành rất là tốt. Và quan trọng âm sắc là hay. Và khi kết hợp con này không với cả cặp Onkyo D77 đấy thì nó cho chất âm nó rất là tốt rồi. Tất cả mọi cái nó rất là trơn tru rồi, nó vào guồng rồi. Tuy nhiên hôm nay em muốn kết hợp thêm con quai để cho các bác thêm cái độ tinh chỉnh. Bởi vì bây giờ nhạc thì các bác nghe chủ yếu nhạc trên mạng. Đôi khi có những cái bài nó yếu không lên được thì mình kết hợp vang kết hợp quai này vào thì chỉnh nó rất là hay. Đấy. Và hôm nay em sẽ chỉnh cho các bạn nghe tí, các bạn sẽ nghe cái tiếng tép của nó hơi bị xèo xèo đấy. Em cũng giảm này, cắt cắt hết này, sau phải chỉnh lên cho các bạn xem. Đấy. Nếu mà các bạn làm có tai phone đeo vào các bạn sẽ thấy cái tiếng tép của nó lên. Nếu mà thêm nữa mà những cái bài thêm nữa hoặc là cho to nữa thì là nó sẽ rất là dễ bị đứt tép, bởi vì cái âm sắc của cái con quai này nó rất là rộng rồi. Đây là lý do tại sao mà cái bộ này sẽ dành cho anh em nào mà thích mày mò và am hiểu một chút. Tinh chỉnh nó rất là rộng luôn. Mời các bạn nghe. Yeah.